Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua 28 tháng 12 thì hàng loạt tuyến đường khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh bị rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện không thể di chuyển. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng xe container ra vào cảng Cát Lái để vận chuyển hàng hóa cuối năm tăng cao. Các tuyến đường quanh cảng Cát Lái như xa lộ Hà Nội, đường Mai Chí Thọ và khu vực vòng xoay Mỹ Thủy đều trong tình trạng ùn tắc, việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn từ sáng sớm. Đến trưa, ùn tắc lan sang các đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công và đến cả đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hàng ngàn phương tiện chủ yếu là container, ô tô, xe tải phải chôn chân tại chỗ vì không thể di chuyển được, dòng xe nằm dài hơn 3 cây số. Nhiều tài xế cho biết là do lượng xe container, xe tải ra vào cảng Cát Lái để giao nhận hàng tăng đột biến vào những ngày cuối năm nên việc lưu thông qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày này. Riêng trong sáng ngày 28 tháng 12 thì giao thông hoàn toàn tắc nghẽn. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong có mặt để điều tiết và phân luồng, nhưng lượng xe đổ về quá đông khiến tình trạng ùn tắc vẫn không thuyên giảm.